Ok, hello các bạn đang xem video của mình nha, và mình là Anh Karan đây. Hôm nay mình vừa phát hiện ra một trò chơi rất là vui luôn. Và các bạn, nếu các bạn thắc mắc trò chơi gì thì các bạn xem hết video của mình nha. Đầu tiên là các bạn tới tàu điện ngầm và chọn tới khu trung tâm Beta nha. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên bấm đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình đã tới khu trung tâm rồi này các bạn ơi. Và các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn và đi theo mình thôi nha. Đầu tiên các bạn làm cho mình là các bạn chạy qua khu khách sạn nha. Các bạn cứ chạy theo mình là các bạn sẽ tới nha. Lâu quá rồi mình mới đăng video nên mình mong lần này các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Mình đã gần tới khách sạn rồi nè các bạn. Trước khi làm nhiệm vụ thì mình sẽ tham quan cái khách sạn xem như thế nào nha. Mình chỉ xem bên ngoài thôi, tại vì bên trong nó chưa có xây xong á. Nào mà yêu quý mình thì các bạn đừng quên để cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hay không còn gì để mình tham quan nữa thì mình sẽ chạy lên vách núi tìm cô tù nhân nha. Các bạn cứ chạy theo mình là sẽ gặp nha. Các bạn vào cái đường đua là sẽ thấy cái cô đó. Các bạn nhìn từ xa xa nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây có một cô tù nhân đứng đợi. Rồi các bạn bấm vô làm nhiệm vụ nha. Bây giờ các bạn bấm có và làm nhiệm vụ nha. Tiền thưởng khi làm xong nhiệm vụ là 300 tiền sao. Nhiệm vụ này có nhiều bạn nói dễ nhưng mà mình chưa bao giờ thực hiện được luôn á mọi người. Buồn ghê. Đó, có ông công an trước mình kìa. Phải phóng ra chạy thật nhanh mới được. Nếu mà bị công an bắt á, thì không sao hết nha. Các bạn chỉ cần quay lại làm nhiệm vụ thôi. Các bạn đi theo cái hướng dẫn của nó là được nha. Có nhiều người nói với mình là nếu mà có được cái UFO là sẽ làm nhiệm vụ này dễ hơn. Nhưng mà mình đâu có tiền để nạp game đâu. Dễ sẽ buồn luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cam lại cho các bạn xem nha. Đó bắt được em. Không bắt được làm chó. Đó bắt được em. Chơi mình chơi bắt cái gì? Mệt mỏi quá, dẹp đi nghỉ chơi đi. Goodbye lane 1. Thất bại rồi các bạn ơi, mình quyết định sẽ chơi thêm một lần nữa nha. Giờ mình cũng sẽ qua cái cô đó và nhận nhiệm vụ một lần nữa nha. Sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ nha. Đó bắt được em. Không bắt được làm chó. Đó bắt được em. Đó bắt được em. Không bắt được làm chó. Đó bắt được em. Không bắt được làm chó. Đó bắt được em. Đó bắt được em. Không bắt được làm chó. Đó bắt được em. Lần nữa, nếu không thắng thì thôi.
bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đâu anh bắt được em. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Tự nhiên kêu băng đảng tới, định quýnh hội đồng tôi hay gì vậy? Ice, bực bội quá. Thử thách lần này thôi mình thua cuộc rồi nha các bạn ơi. Bạn nào mà đã làm được nhiệm vụ này á, thì comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình là thôi thua rồi, không dám chơi nữa đâu. Bạn nào mà có cái mẹo chơi trò này thì comment cho mình biết nha. Video cũng đã dài rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Các bạn đừng quên bấm đăng ký và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.